Thưa quý vị, như là chúng tôi nói phần đầu rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với rocker Nguyễn, chàng trai trẻ đang gây bão mạng trên mạng xã hội trong thời gian gần đây với vai diễn trong phim Sắc đẹp ngàn cân, sánh vai cùng với nữ diễn viên Minh Hằng. Có thể nói anh là một hình mẫu ngôi sao mà làng giải trí Việt Nam đang hướng tới, năng động, đa tài và đầy nhiệt huyết. Năm 2015, rocker Nguyễn bắt đầu trở thành gương mặt tiêu tốn giữa mực của các trang báo Việt kể từ khi anh tham gia cuộc thi Đại lộ ngôi sao, một cuộc thi hát trên truyền hình của Đài Loan. Trong 2 năm trở lại Việt Nam, rocker thu hút nhiều người hâm mộ bởi các ca khúc của mình như Em yêu, Quá khứ còn lại gì. Không dừng lại ở đó, anh càng được yêu mến hơn bởi sự đa tài. Từ VJ, ca sĩ, diễn viên và ngay cả ở vai trò đạo diễn, anh cũng đã thể hiện rất tốt thông qua MV Ngay gần anh của ca sĩ Phạm Mai Hương. Đặc biệt, thời gian gần đây, rocker càng trở nên nổi tiếng với vai Duy Khang trong bộ phim Sắc đẹp ngàn cân. Hiện tại thì bởi vì rocker đang rất là tập trung vào âm nhạc cũng như là điện ảnh, thì đây là hai cái khía cạnh mà mình đã dành rất là nhiều thời gian cũng như là công sức để mà tập trung tạo những cái sản phẩm có chất lượng đối với khán giả. Thì Minh Hằng nghĩ là mình được may mắn khi được làm việc với một người trẻ là đẹp trai, và rocker thì là một người trẻ rất là văn minh. Còn về diễn xuất của rocker thì Minh Hằng chắc chắn một rằng điều là chàng trai ấy rất là thông minh và rất là tài giỏi. Năm 2017 dường như là một năm bận rộn của rocker, khi ngay sau Sắc đẹp ngàn cân sẽ là một loạt dự án của anh lên sóng như phim Ly, phim bản Việt và MV ca khúc mới nhất của anh Dù chỉ là mộng mơ. Cái nhóm sản xuất MV do cũng là do mình chỉ đạo cũng như là đạo diễn. Rocker tin rằng là đây sẽ là một cái MV mà nó rất là tươi mát, rất là refreshing và nó sẽ đem lại cái cảm giác thư giãn cho người xem. Con đường đi đến thành công trong ngành giải trí tại Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng, và đặc biệt là với những nghệ sĩ trẻ. Dù đã nhiều lần vấp ngã với những scandal và khó khăn không đáng có, thế nhưng ở rocker Nguyễn, người hâm mộ vẫn tìm thấy niềm tin, niềm đam mê nghệ thuật và cả sự điềm tĩnh, lịch thiệp trong cách ứng xử của một quý ông thực thụ. Năm 2017 thì dường như là một năm bận rộn của rocker Nguyễn, khi mà ngay sau khi Sắc đẹp ngàn cân sẽ là một loạt dự án của anh lên sóng như là MV ca khúc Dù chỉ là mộng mơ và dự án phim Glee phiên bản Việt. Tập 1 của Glee phiên bản Việt thì sẽ chính thức ra mắt vào ngày 18 tháng 8 tới đây. Đây được coi là một trong những cột mốc quan trọng của rocker, bởi vì Glee vốn là một bộ phim ca nhạc không hề dễ dàng chút nào. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ mới nhất của anh. Xin chào anh rocker Nguyễn. Xin chào em. Và xin chào tất cả khán giả của VTV. Bộ phim Glee thì anh có thể giới thiệu qua về nhân vật mà mình sẽ đóng trong bộ phim này được không? Trong bộ phim Glee này thì nhân vật mà rocker đảm nhiệm là nhân vật của Flynn. Và qua phiên bản Việt hóa Glee V thì sẽ có tên là Đăng Phương. Thì Đăng Phương là đội trưởng của đội bóng rổ. Và đây là một cậu học sinh trung học. Vẫn còn rất là ngây thơ, vẫn còn rất là có nhiều những cái trăn trở tuổi học trò. Và tất cả những cái trăn trở, tất cả những cái khó khăn của một cậu học sinh trung học vừa được rất là nhiều sự hâm mộ và cũng như sự chú ý từ các bạn nữ xung quanh. Bởi vì là đội trưởng của đội bóng rổ mà. Thì cậu ấy vô tình phát hiện ra được mình có khả năng âm nhạc và gia nhập câu lạc bộ ca hát Glee. Bộ phim Glee thì có thể nói là một bộ phim khá là kén chọn. Vậy thì theo anh, bộ phim Glee phiên bản Việt Nam, điểm nào sẽ là điểm mà khiến cho khán giả yêu thích? Theo như rocker nghĩ thì bộ phim Glee nó đã đạt được cái thành công rất là lớn ở thị trường như là Mỹ và cũng như là những cái thị trường châu Á khác, mà đã yêu thích những cái nhân vật cũng như là cái bối cảnh bộ phim ca nhạc này. Thì rocker nghĩ rằng đây là một cái bộ phim nó rất là gần gũi với lại cái đời sống học sinh, học trò, kèm theo nữa là nó có những cái màn biểu diễn cũng như là cái màn ca hát âm nhạc mà nó rất là được sử dụng những cái ca khúc mà các bạn đã từng nghe hoặc là đã từng yêu thích rồi, nhưng mà lại được phối lại một cách hoàn toàn mới. Ngay trên tay tôi lúc này đây thì là những câu hỏi rất là ngắn của các bạn fan đã đăng ký để được hỏi anh rocker Nguyễn trên fanpage VTV9 Nhịp sống Phương Nam. Vậy thì bây giờ em xin phép được hỏi những câu hỏi ngắn này và rất là mong anh rocker Nguyễn sẽ trả lời cho khán giả. Đầu tiên thì thần tượng của anh là ai? Thần tượng lớn nhất trên đời chắc là bố mẹ. Nhưng mà nếu mà nói đến một thần tượng về điện ảnh thì thần tượng diễn viên mà nó có rất là thần tượng đó là diễn viên Lương Triều Vĩ. Câu hỏi thứ hai, bộ phim mà anh yêu thích nhất là gì? Bộ phim mà rocker yêu thích nhất
Có lẽ là một bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ, nó tên là In the Mood for Love, hay là Cảm xúc khi yêu. Câu hỏi này thì có vẻ hơi khó một chút. Bolero và nhạc cách mạng, nhạc nào khó hơn? Khi mà rocker lớn lên ấy, thì đã từng được nghe rất là nhiều nhạc cách mạng, tại vì bố mẹ thì trong cái thế hệ của họ thì họ rất là thích nghe cái nhạc như thế này. Thì rocker nghĩ là giữa hai dòng nhạc đó, cái nào nó cũng có cái khó riêng, nhưng mà bản thân rocker thì rocker thấy bolero nó khó hơn, tại vì nó đòi hỏi một cái sự truyền tải tình cảm mà qua những cái tiết tấu cũng như là những cái giai điệu mà nó rất là khó. Vâng, và để kết thúc chương trình cũng như là để gửi lời chào tạm biệt tới khán giả của VTV thì anh có thể gửi tặng khán giả VTV một điều gì đó được không ạ? Để kết thúc chương trình thì Rocker xin được dành tặng mọi người một trích đoạn rất là nhỏ trong ca khúc mới nhất của Rocker tên là Dù Chỉ Là Mộng Mơ. Rất là mong mọi người sẽ thích cái single mới này và sẽ ủng hộ MV của Rocker khi mà ra mắt nhé. Okay. Dù chỉ là mộng mơ, dù chỉ là nỗi nhớ, dù em đến phút chốc khiến ta như đang vụn vỡ, để rồi mình nhận ra lòng còn nhiều thứ tha, cho đôi ta bên nhau như ngày hôm qua. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.